Rồi cháu nóng hổi. Rồi mẹ đang ăn cháo mẹ ơi. Rồi mai cả nhà mình ăn cháo nghe. Xuyến đang dụ cho Sơn Hà ngủ. Rồi bữa nay nha, nhà mình tiên thường là hai tô cháo với ba dĩa vịt cả nhà ha. À, Quang Sơn xin chào bà con nha. À, đám giỗ ở dưới quê mình á, là hay là tiên thường là bữa trước đó là mình chuẩn bị đám giỗ, ví dụ như giống như mình làm bánh làm xôi rồi cái mình đãi bà con hàng xóm với gia đình á, thì bữa trưa cho bữa tối. À, nhưng mà năm nay mùa dịch thì mình lại không có làm được nên là ở nhà hôm nay đãi dì Út 15 à. Nay khách của mình giữa 15 À, rồi chị Sơn Ca sẽ làm món bánh quy nè, với má Năm làm món bánh ít. À, cả nhà mình xem nghe. À, bữa nay bây giờ mình sẽ ăn lấy sức rồi tiếp tục làm nghe. Ủa anh mới về hả? À, em mới về. Sẽ học học xong chưa đó? Sơn Hùng mới học xong nè. Ừ, bữa nay em có sắp cái này về cho em coi nè. À, Quang Sơn xin chào bà con mình nghe. À, đây là món quà tặng của Nam Việt cho Sơn Hùng mượn nè, nước rửa tay. Nước xịt trồn rửa tay ha. Cái này là ở ngoài không có bán cả nhà ha. Cái này là cái xá xị hương tự nhiên. Hôm bữa trước là trên thầy trụ trì ở trên chùa có tặng anh ít, mà anh thầy nhờ thầy mua giùm, mà thầy nói từ theo đạt mới có nên anh gửi lời tiền cho thầy, rồi cái anh lấy cái này anh pha ra để làm nước rửa tay. Thầy có hướng dẫn anh cách làm đó. Cái này là xịt khử Này khuẩn. để xịt rửa tay á, đây là thử nè. Rồi lấy tay kia đó. Thơm mùi xá xị không? Đó, này là bà con mình khán giả của kênh Nam Việt, mua hàng của Nam Việt là được tặng miễn phí nha. À, nước rửa tay hương xá xị tự nhiên nè, này có Nam Việt đó, quà tặng Nam Việt. Rồi để vô cho mẹ thử. À, tại cái này không có nhiều để bán em nên là Dạ anh đúng sẽ rồi, để làm em quà tặng. tặng. À, giờ tới Tết Dạ, vậy thì cho mẹ Sơn coi coi. Sơn Hùng nghe mùi xá Xá xị. xị cái thích Hôm bữa trước anh có xài rồi cái Sơn Hùng nói ủa sao ba uống xá xị không cho con bố. à. Dốc mới ra không? À, dốc. À, tặng cho dốc nè, quà tặng của Nam Việt, nước rửa tay hương nước xá xị tự nhiên. rửa tay diệt khuẩn đó Cái con này hiểu. không nó không có mắc lắm nhưng mà không có để bán. À, nên là cái này để tặng. Dạ. À, cho má hai chai nè, để nè. Hồi sáng có nhiều khách hàng tới tặng đấy, trời cái mùi hương dễ chịu quá. Ở anh pha cái có khách vô mua đồ cái xịt khử khuẩn tay, cái nghe mùi thơm cái để lên mũi ngửi, cái ngửi xong cái quát để lên mũi ngửi nữa. Nghe cái mùi dễ chịu Mấy anh. cái chai nhỏ nhỏ vậy nè, mình bỏ vô trong cái túi xách nè, Dạ, anh bỏ cũng có một túi. chai. Đúng rồi, bỏ theo túi xách nó gọn lắm anh. Đó, gọn ha. Dạ. Để em làm gì mà quá trình vậy ta? Mẹ làm đám giỗ trai. À, chiều nay là mẹ làm bánh ít. Ờ, dạ, ngày mai con còn đi làm, con không có nghỉ được. Mẹ đâu ngoài ai đâu, cũng mẹ cúng trong nhà không à, mẹ làm cái gì? Vậy chắc là ngày mai Xíu có gì quay mẹ cúng cho bà con coi ha. Dạ. Cái này là con chú mình nhớ nhận quà nghe, từ bây giờ đến Tết là Hoàng Sơn chuẩn bị rất là nhiều chai như vậy nè. Cái này á, thật sự là nó mua một cái xá xị nguyên chất thì rất là mắc mắc nhưng mà mình pha là để tặng thôi, nhưng mà cái chai nhỏ này pha thì nó không có nhiều tiền nhưng mà còn sơ không có nhiều để bán cả nhà ha, vậy đây tặng thôi ha. Nay làm nhiêu bánh chị? Làm hết nhiêu đây nhưng là Sơn không biết nó ra được nhiêu cái nữa Sơn. Dạ hả? Mẹ làm hai loại bánh, bánh à, với lại bánh quy. Hai loại luôn. Ừ. Là bánh nhân dừa là bánh quy, bánh ít nhân đậu. Bánh bánh quy nó có làm ít mà con còn dạ. làm hai bánh làm hai món ngày cực không ạ? Không, sẵn nó làm tại vì bánh này là nó cùng nhân với lại cùng bột của tôi nên mình không có cần bột thì riêng. Nay đám giỗ ông cố hồi xưa là đám giỗ rồi này làm lớn không ạ? À, đó mẹ rước cố về thì mẹ làm lớn đi mọi cách. Dạ. Thì sau này là mọi mất rồi giỗ bà nội thành ra năm giỗ bà nội làm lớn hơn bán giỗ lớn dạ rồi bà cố nữa bà cố làm chai luôn
Tại vì ngày xưa là đám giỗ ở nhà mình cũng nhiều nên là mình làm một cái đám giỗ lớn để mời bà con hàng xóm luôn chứ bà con xa. Còn tại vì lúc nào mà mình cũng tổ chức đám giỗ lớn thì bà con bận rộn á, không có đi được ha. Nên là một năm á, thường là gia đình làm một đám giỗ lớn, còn mấy đám giỗ kia là cúng trong nhà không à. Nên là nay giao lại thắng gì vậy? Anh hai hả? Chơi anh hai hả? Trời ơi, thấy thương không? Có chơi anh hai hả? Này. Người té ra cái cắm đầu á. Nè. Dạ. Nay mùa dịch rồi không có tổ chức, không có ai tới ai được. Chứ thường là mỗi năm là có bắt năm cô sáu về nữa nè. Dạ. Nay nhà dốt ra phụ hả? Nay không có người phụ. Tại vì mọi khi là đám giỗ có ngày tiên thường ha. Có đông khách tới rồi bà con hàng xóm tới phụ. Bữa nay có mình dốt à. À có 17 nè, có 7 hả? Sáng sáng về hả? Tôi ngoại về. Dạ. Mẹ nói cảm hỏi mẹ gì chưa? Bảy nói mình đi là bữa nay về sao mẹ làm tin à, đâu dám hỏi. Nhưng nào mình về đi về. Nay ngoại chơi nên nó đã rồi hả? Rồi cái mẹ mới nói tôi hỏi mẹ ơi nó về ăn nó dỡ chai với chị tôi về. Dạ. Bảy rồi để anh nói. Hai anh em chơi hả? Nè. Mẹ đắng nhiều lắm không cam. Dạ muối ăn xong. Mẹ tôi này đó nó con nó cho cái hè mà. Chị Hà ơi. À chắc cơ rảnh rảnh cho ba đi. Dạ. Giờ phải đào cho ăn hả? Cái muối ăn rồi. Dạ. Mấy củ tự. Nó ăn hết nửa củ nhỉ. Dạ trồng cho đã bây giờ bắt đầu phải đi đào cho. Dạ đó rồi Sơn Hà chơi với anh hai nó leo vô người anh hai ngồi luôn nè. Thích chơi đồng lòng anh hai hả? Dạ. Anh hai bữa nay nhà giờ học về giữ em hả anh hai? Ôi té té. Nó thích leo vào trong ngồi với anh hai vậy đó. Đó, nằm luôn mẹ, mẹ. Mẹ thương anh hai lắm á. Rồi em ru rồi. Vợ vợ đi rồi đó. Dạ làm em ru vậy. Nó luôn cỏ tẹt vậy đó. Mèo nó vô nhà bữa nay mà có tẹt tắt rồi. Bữa nay nó có cắn con không? Dạ, cũng có. Có nè hả? Có. Ừ. À, để thích anh hai. Ừ, xe hà chơi đi. Mẹ chuẩn bị hồi nào tới giờ mẹ? Chiều hả? 17 cái bánh như đậu. Mẹ cái bánh quy là mình làm cái nhỏ hả? Nhỏ hả? Dạ xíu. Dạ. Tại vì khác mình mới nhỏ. Dạ. Cái con bánh quy bà Tám cho à. Dạ. Mẹ tính xuống mượn bà Tám mà mẹ không biết. Mày hỏi bà Tám nói gì. Rồi. Rồi có tìm thấy không? Thấy rồi. Dạ. Không dám xuống mượn. Đây ngày xưa nhà không phải nhà nào cũng có con bánh nha ha. Chỉ có mấy nhà mà lớn tuổi có ông bà lớn tuổi với nhà khá khá mới có khuôn. Nên là thường làm là mình đi mượn. Chứ lúc đó là mỗi gia đình nhỏ nhỏ mà tới ăn không có đủ ăn thì đâu có dám mua này kia để trong nhà. Thì giống như là khuôn bánh in là chắc chắn không có rồi đó. Rồi đó mỗi năm bắt đầu cái Tết các em đi mượn khuôn bánh in. Thí dụ giống như mình xuống với ông Tám mượn một cái khuôn hình chúc mừng năm mới. Bắt đầu mình ra bên mày cô hai ở ngoài đây mình mượn cái khuôn là của hình con rồng con phụng á. Tại mình làm như vậy thì sẽ được hai loại bánh. Rồi cái sau khi mình làm xong cái mẹ lấy bánh mẹ đem biếu lại cho người có khuôn á.
còn bánh quy cũng vậy. Mà hồi xưa mấy khuôn đó bụng mắc lắm hay sao mà không mua nổi mà. Đó không có tiền. Dạ. Con cháu đang ở nhà đó cái cố là vậy là nhà giàu đó. Mới ra riêng thì đâu có tiền đâu mà tới nỗi mua khuôn bỏ dư đó. Vậy đó căn mà vô của tới ngày xưa nhiều đó. Đồ cổ à. Mình cũng có hưởng con khăn. À, cho mấy cái lu cái hũ. Bởi vô trong nhà của dì Út cho quá trời lu hũ với một cái cối đá nữa. À, để ở ngoài cái chòi lá đó. Bởi vậy nhà của bà với ông Út với ông Chính á, có đồ xưa chứ nhà ngoại cũng có anh. Dạ. Cái nhà có bậc phụ. Nhẹ chân ngà. Rồi, nó coi dựng lại quậy thao bọc của bà nội. Chị bữa nay giờ sớm không? Chị về trễ. Chị Út ra nào Út? Út hồi chiều, Út ghé rồi. Dạ. Sau khi Út về trong nhà, cái Út thấy con cướp tay lên ra cho mẹ. Dạ. Dạ. Có gì Út là mẹ đỡ rồi. Chứ mình mẹ làm mệt luôn. Dạ, tại đây chứ. Người Út canh về. Dạ. Tại đây, này bỏ hậu canh. Dạ. Bữa nãy em cho chị cái chai rồi chị cắt chưa? Để đây hai chút sách về. Cái đó nó bay mùi xá xị. Mùi xá xị dễ thương lắm chị. À, cả nhà, đợt này là bà con mình có mua hàng Nam Việt ở Sài Gòn là được tặng cái này hết cả nhà ha. Rồi tặng Nam Việt này. Như vậy. Anh hai, chơi gì mà la dữ vậy anh hai? Nó cười hả? Ơi. Nó leo vô anh hai ngồi nữa nè. Leo vô chỗ này ngồi nè. Rồi mình nhà ăn cơm cho mẹ. Dạ hả? Cháu ở đâu mẹ? Tiếng nấu rồi hả? Đây dạ, mẹ kể chuyện này dạ. Tiếng mua con sim nhỏ. Dạ. Sim ca mua con sim trống là bự. Tiếng mua con sim mái nhỏ. Tưởng đâu là chỉ có một con thôi. Dạ. Chị Minh Tu hả, chặt hồng, con xin nhỏ, bây giờ đâu xin chút. Dạ. Còn xin bởi vậy là do tình lầy xiến lầy đó không? Bởi vì ăn trước là lẩu. Ăn trước là lẩu hả? Mà phải ăn trước mấy xin bởi là nó đàn rồi. Mình ăn con bởi là bị đàn hả? Ừ, ai bảo? Ừ, có mình con nhỏ mình ăn trước ráng chịu phải không? Rồi, để mình ra coi xiến chuẩn bị bữa tiên thường nha, tiên thường bữa nay không có khách. À, Tiến đang chặt dịch nè. Bữa nay em đãi món cháo ha em. À, bữa nay đám giỗ năm nay Tiên Thường hơi buồn ha. Chứ bình thường có bác Năm, cô Sáu về. Rồi cô Út nữa. Hoặc là mấy cậu mấy dì qua chơi. Nay thì không có. À, đã ha. Nãy nghe mẹ nói là chị Sơn Ca xách con sim nhỏ của em ăn trước hả? Giờ để lại con sim bự. Chúc chị bị qua. Ừ. Thịt không ha? À, cả nhà thấy. Ừ, con sim á thịt nó rẻ dữ lắm. Sim này nó bự, còn bữa em mua con sim nhỏ. Ừ, để coi cây nồi cháo ha. Ồ, nồi cháo bự ha. Mình thích ăn cháo, cháo ngon. Dạ. Vậy mình chuẩn bị mình ăn tối đi chị ha, rồi chút xíu mới làm nổi nữa. Mình ăn cái cũng trễ rồi. Bụng rồi. Dạ, bữa nay em đi làm về em cũng hơi mệt. Tại vì nay đang bàn giao á, việc nhiều quá. Dạ, em còn khoảng tầm 10 ngày nữa là em kết thúc công việc ở công ty. Dạ. Bây giờ dốt đó bụng chưa? Dạ. Dạ con đói rồi. Bây giờ mình ăn tối đi mẹ, cũng trễ rồi hả mẹ? Dạ, mình ăn xong thì mới có sức làm tiếp. Chứ làm vô đây lâu lắm đó. Thường là Tiên Thường có nhậu á, Dốt có nhậu không? Con nhậu vô. À, con mình rượu nè. Đó. Cả hai hả? Dạ. Đủ không? Không đủ hả? Nó giỡn rồi cả nhà ha, cái bình này là cũng nhiều năm dữ lắm rồi. Cái này là em không có nhậu mà có cậu Bảy về á, cậu Bảy hay uống lai rai. Đó, ở nhà có bình chân chơi cho vui vậy đó. Vậy là tối nay là còn làm bánh rồi, rất cực cực ha. Mẹ nãy mẹ nói chưng bông qua đó hả mẹ? À,
không có cực đâu sơn, có dạ. Được làm đầy ăn. Dạ. Có mấy chục bánh. Tại vì còn bánh quy nữa. Bột nhờ rồi. Ngồi xong bột hả? Bột bánh thì mình đây mình bánh. Dạ. Đây mình tính cái bột còn bánh quy. À, là nhiêu đây là vừa bánh quy mà vừa bánh ít luôn hả? Trời ơi, còn quá trời vậy. Trời ơi, quá trời luôn. Lẻ mà. Sợ mẹ làm không nổi. Nổi chứ. Có mấy chục cái. À, có đây mẹ có trộn dừa. Đúng là môn. Môn. Với gừng. Môn với gừng. Dạ. Hồi xưa thấy hay làm bánh quy mà giờ thấy ít người làm mẹ. Tôi nhớ hồi đó ai làm bánh quy này. Nội không? À, dạ. Đúng rồi, hồi xưa nội hay làm nè. Nên là con sau này con không thấy ai làm nữa. Dạ. Nó có mấy cái trứng màu đỏ. Là nó giống con rùa hả mẹ? Rùa. À, bánh quy. Dạ. Dạ. Đó đám dỗ rồi nội hay làm. Dạ đúng rồi, hồi xưa bà nội còn á. Nội hay làm bánh đó. Hồi đó bà nội còn á. Nội có cái khuôn phải không mẹ? Nội có khuôn mà lạc rồi. Dạ. À, bà nội nói để bà ngoại là cố á. Dạ. Hà cố á. Phải bà ngoại mày con á, bà ngoại mày thương vợ mộ lắm. Thấy sao thương á. Tao thấy hả mày giống bà ngoại hơn tao. Tao con gái mà tao không có giống. Hay làm hả? Bà ngoại mày làm đủ thứ hết trơn á. Giờ thấy mày cũng hay làm đủ thứ. Dạ. Bà ngoại. Rồi cái sáu là sao không? Rồi léo léo ba cái rổ kia mấy cái thúng rách hả? Ừ. Sao mấy má đâu có léo hư má giật hả? Còn bà ngoại gì đó hả? Léo bữa mẹ mới về cái lần bàn nó lủng lỗ vậy nè. Dạ. Cái mẹ thấy lấy cái lá chuối ập lên, được lấy cái chén ập lên. Cái mẹ lấy xì về xanh của cái lần bàn xanh đó mẹ léo qua léo lại cái xanh. Không nhận nó giống bà ngoại. Cái giờ mẹ thờ cố là ngoại dạ. Của đây giờ mình phi hành này để ăn cháo. Ăn cháo. Dạ. Phần này vừa lấy mẹ ở dưới cái gần những vườn nó đen nè, cái mẹ dạ. Giờ mẹ dắt nước cốt còn sáng nó trên chuyển. Ngày mai mẹ làm mấy món mẹ? Mai hả? Dạ. Tính làm được trên chuyển hay cá cá. Dạ. Cho mấy nhà gần mình nè. Đầu sầu bút sầu mì gì đó xem. Dạ. Mì xào bún xào. Ừ, xào. Hồi xưa là nội hay xào á, là xào đủ món. Ừ, làm ít thôi à. Dạ. Với là món đồ bún ở ngoài Đồng Nai vậy con. Dạ. Thì xào, rồi sườn chiên chú ngọt. Hồi trước mà nội cúng mà con thấy hình như là thường xuyên cúng mấy món nhỏ chung chung quá chừng. Ôi, nhiều lắm. Xào nha, ha, xào bún dạ. Món, mì món là hai. Thì củ sắn món, củ su món là bốn. Là bốn món xào đúng không? Dạ. Món xào rồi cái canh chua, canh kiểm. Rồi canh rau củ. Dạ. Đã thấy nhiều rồi. Rồi mâm thái, mâm đậu, tương, xào, chao. Thấy chung nhỏ nhỏ rồi, đầy một mâm luôn. Rồi nước tương. Nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Dạ. Xíu ăn cháo đây rồi xíu nè. Rồi chị Sơn Ca chia cho người ăn chén cháo nha. Tụi nhỏ đâu Sơn Ca? Dạ tụi nó ăn cơm rồi mẹ. Này là vịt sim, ngon không? Mấy nhỏ ăn hết hả? Mình ăn trễ. Dĩa này, dĩa này cho xíu. À, Sơn Hà, mẹ Xuyến đang dụ cho ngủ hả? Ê, Sơn Hùng sống chưa? Trời ơi, tắm rửa sạch sẽ quá ha. Rồi, vô ăn cháo luôn con. Anh Yên ăn cháo, anh Yên. Rồi, đó, mời anh Yên bữa tiên thường. Bữa nay không có cậu Bảy mà Bảy với cô Sáu, cô Út ha. Bình thường thì ở nhà mình cháu con ơi có cô Sáu về bắt năm về không có rủ anh Bảo dạ nay không rủ anh Bảo luôn có nhà mình không à đây ngồi vô xuống không dạ xin đi em hỏi con dạ nó chưa ngủ được nó còn nhẹ nhẹ. Mời mọi người. Đây, mời cả nhà mình ăn tiên thường nha. Em mới đi làm về đói bụng quá nên là mới quay phim cho bà con coi không nổi. Giờ nói thôi mẹ ơi ăn trước rồi chút xíu làm tiếp. Ăn xong rồi mình sẽ làm bánh bánh ít nè, rồi bánh quy với lại chiên bông qua nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi ha. Hẹn gặp lại bà con mình ở video tiếp theo. Coi cả nhà mình chuẩn bị đám giỗ. Hồi sáng hình như mẹ với Xuyến đã chuẩn bị từ trưa tới giờ rồi.
rồi làm bánh. Máy bay xuyên hồng. Rồi ngày mai nữa, ngày mai cúng chay thì chắc là em quay không được ha. Rồi cả nhà mình coi xuyến với mẹ chị Thanh Cá nhà chuẩn bị ha. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Rồi bye xuyên hồng. Rồi cô chú mình có mua hàng trên Nam Việt thì nhớ là đòi quà nha. Hoàng Sơn có chuẩn bị quà cho bà con rất là nhiều. Cái đó là quà xá xị hương tự nhiên đó. Ở ngoài không có bán ha. Với lại Hoàng Sơn cũng không có hàng để mà bán, chỉ để tặng bà con mình thôi. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.